Khổ qua rừng, còn gọi là mướp đắng rừng, là một loại thảo dược tự nhiên rất phổ biến trong các bài thuốc dân gian ở Việt Nam. Loại thực vật này chứa nhiều chất dinh dưỡng quý giám và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe vượt trội. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe nổi bật của khổ qua rừng. 1. Hỗ trợ kiểm soát đường huyết Khổ qua rừng được xem là thuốc tự nhiên, hỗ trợ kiểm soát và ổn định đường huyết, rất tốt cho người bị bệnh tiểu đường. Các hợp chất trong khổ qua rừng như charantin, Pepsin và polypeptide B có khả năng giảm lượng đường trong máu, giúp điều hòa insulin một cách tự nhiên. 2. Giúp tăng cường sức đề kháng. Khổ qua rừng rất giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa khác, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa các bệnh lý thông thường như cảm cúm, ho, sổ mũi. Vitamin C giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác nhân gây hại từ môi trường, đồng thời thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào và làm lành vết thương. 3 hỗ trợ giảm cân. Khổ qua rừng là thực phẩm ít calo, nhiều chất xơ và giúp ức chế sự thèm ăn, làm giảm quá trình hấp thụ đường và chất béo trong cơ thể. Vì vậy, nó được khuyến khích sử dụng trong các chế độ ăn giảm cân. 4. Chống ung thư. Khổ qua rừng có chứa các chất chống oxy hóa mạnh như phenolic, flavonoid và các hợp chất tự nhiên khác có khả năng tiêu diệt các gốc tự do, nguyên nhân chính gây ra ung thư. Một số nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ khổ qua rừng có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú và ung thư tuyến tụy. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.